Quý vị và các bạn đang xem video trên kênh YouTube U Vang Mừng Trời Camera Lò Anh Nhàn. Chúc quý khách hàng luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn và bình an. Quý vị và các bạn hãy đăng ký ủng hộ kênh để cập nhật những video mới nhất từ Camera Lò Anh Nhàn. Chúc quý vị và các bạn xem video vui vẻ. Kênh U Vang Mừng Trời là kênh chuyên quay phim chụp hình các sự kiện như đám cưới, tân gia, lễ tạ ơn, lễ mừng thọ và nhiều sự kiện khác theo yêu cầu của quý tân khách. Quý vị và các bạn có nhu cầu quay phim chụp hình để lưu giữ những khoảnh khắc để làm kỷ niệm vui lòng liên hệ trực tiếp với Camera Lò Anh Nhàn theo số điện thoại 0817 848 111. Xin chân thành cảm ơn.
nên một căn nhà khang trang do bà Ngọc giải quyết kim cương đã đến mừng lễ tân gia đại cát của em Lò Văn Hạc, Lò Thị Hoa xin phép được chính thức tiên bộ bắt đầu. Một tràng pháo tay của đoàn của Vida. Trong mắt thế này, con mẹ Pin Ông Hạc Sương, bạn muốn ba chút mời cho lại tàn nàn sắc phẩm trước hết em Quang Văn Hạc, em Lọ, em Lò Văn Hạc, Lò Thị Hoa, đến em Kim Tào chuẩn tân tơ phải sò, chiếc bát đại trưởng của cha đề, chiếc bát bí thư của cha Quang, chiếc quả lạ hàng thành, chiếc mẹ em đây là nhé thành sàng, chiếc ngải cánh ngọc là nhé kiểu kè, với nhau chào khẩu thẳng sắc phẩm em Lò Văn Hạc cánh em Lò Thị Hoa, chiếc Kim Tào bạn Tào Cuồng, Tào Hiện Tào Chầu, bát bí tào là nè kè đào hay, phải hơi với trăm năm năm bắc hồn, bồn đông nà bồn phà đường, bồn phà đỡ bồn đuông. Lướng trẻ về cùng trong cả hàng và trà đằng chào đúng chào tà có đời lại pì mỹ đại khẩu lúc tà trắng cả bồng sống khá mà nhẹ rất nhẹ giàu mà nhẹ giàu nhẹ chi để bà nhám si thì mình sắc bóng của biết nồng phồn tóc tập đồng phản hòa đánh đen hình chuông non kìm khẩu có bé này thú đầy kìm lánh cánh kìm ngay có bé này thú đà cho bà ngất phải phát có này có rồng ngất phải hồng có này có về ngất phải cấy có bé giống xỉa đầy ngất phải quay có bé giống xỉa là bài bao ai đúng thờ giỏi mất dày thiết phải lướt dọc hàng xà hoàng tiên phạt đi lướt làm sùng người xuống tay bàn xè na chứ đi trái này lá mất trở co chứ bói của miếng nằm dặn tờ bó ma bó đi mức sai kiểm ma mức của hà đầy trắng tổ chức đền hoàn bản quấn cháu mi mù nhớ mất tì khoai mi tất cả tổ chức đền hoàn bản quấn cái này sổ cáo sổ mươi ai ế mà nằm tò mè bạt hương lắc chầm hạc phách phái thìa bác cầm thấy lắc lơ sờ đi hồ bị kiện ký xe máy tay ta hưởng mất tủ mất tông của biết sàng lời xưa thứ nhất sò chút vào của biết nào nguyên nào sầu mặn chết kín phá tai mà thuần thuần dấu 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 cùng phải tháp thuần già già sắc tổn bá ma phóng ống năng đồng phun sắc bằng sợi sắc nhọt thứ sò má má bà đồn phát sông hỏi sò chút ở ấy mà nọc vào mè bản của hâu bền đất thơ sầu thầu phát sông giảm phát cả các cây phải nào cũng mắc buộc mắc bền xài cũng mắc bài ở mắc bền phần cũng mắc mắc cánh cà phê ở mắc bền vuông phải cả mắc này lướt hẳn phải quá này mắc này lướt kiều kính mến mỗi con người chúng ta sinh ra và lớn lên ai cũng có khao khát hai điều để mong ước đó chính là xây nhà dựng cửa và gia đình hạnh phúc và trong buổi trưa ngày hôm nay vợ chồng em đã làm nên một căn nhà rất là khang trang vì ngôi nhà đã chứa được tình cảm thiêng liêng nhất của mỗi gia đình dù đi đâu mệt mỏi cũng có ngôi nhà thân thương để chào đón ngôi nhà là để đoàn tụ và trong buổi trưa ngày hôm nay hai em đã cùng nhau cố gắng vượt trải mọi khó khăn cùng nhau thi góp cũng đã có căn nhà rất là xinh xắn và rất là khang trang trong buổi trưa ngày hôm nay và gia đình em cũng có bữa cơm thân mật tổ chức mừng tân gia trong buổi trưa ngày hôm nay được sự có mặt đông đủ của toàn thể quý ông quý bà quý cha quý mẹ cùng cô dì chú bác gần xa các bạn trẻ nam thanh nữ tú là bất chốt thời gian và ngọt quý báu của mình trở về trung tâm bữa tiệc của đại gia đình của chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay và thay mặt cho gia chủ và xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến toàn thể quý ông quý bà các bác anh chị trong buổi trưa ngày hôm nay và xin được kính chúc cho quý vị quan khách chúng ta có một bữa trưa vui vẻ hạnh phúc xin chân thành cảm ơn và một tràng pháo tay cho đồng nghiệp nhất của toàn thể quý vị đó. Vâng, trong buổi trưa ngày hôm nay gia đình của chúng tôi cũng có đôi lời cảm ơn cũng như chén rượu để cảm ơn đến toàn thể quý vị trong buổi trưa ngày hôm nay xin được kính mời ban tiếp tân của đại gia đình ạ. Chén rượu trở về sân khấu đi ạ.
chỉ thôi.